Xin chào bạn, bạn cho mình hỏi, mình thành lập công ty từ năm 2019 nhưng vẫn chưa vào hoạt động năm nào, cũng đóng mông bài đầy đủ vì chưa tìm được kế toán. Bây giờ mình muốn đi vào hoạt động thì phải bắt đầu từ đâu, mong bạn tư vấn giúp. Bạn này ở Phú Thọ. Và bạn nói là chưa tìm được kế toán là không đúng. Khi mà doanh nghiệp người ta thành lập ra là phải có kế toán để kê khai làm thủ tục rồi. Còn trong trường hợp có rất nhiều anh chị khi mới thành lập mở công ty ra là anh chị bị phạt. Lý do tại sao anh chị biết không? Vì khi thành lập ra nhiều anh chị nghĩ là công ty mình mới thành lập chưa có làm cái gì cả mà tại sao cơ quan thuế người ta phạt. Thật sự gì nè, khi anh chị nhận cái giấy phép kinh doanh là anh chị đã đi vào hoạt động, còn anh chị chưa có phát sinh doanh thu, chưa phát sinh chi phí, nhưng cuối tháng cuối quý anh chị phải nộp tờ khai, chứ không nộp tờ khai á là anh chị bị phạt rất là nặng. Phạt bây giờ cái nghị định 125 nó phạt nặng lắm. Vì vậy á, anh chị nào mà bị phạt á, nhiều anh chị bị phạt xong á là anh chị làm luôn cái thủ tục giải thể luôn. Đó, có rất nhiều công ty vừa ra cái bị phạt làm luôn thủ tục giải thể. Nên anh chị lưu ý nhé. Còn anh chị nói là đi vào hoạt động phải bắt đầu từ đâu? Thì khi anh chị đi vào hoạt động có doanh thu, có chi phí thì đưa vào. Nhớ, doanh thu chi phí, có chi phí thì đầy đủ, có hóa đơn, chứng từ thanh toán chuyển khoản quan hàng từ 20 triệu trở lên. Anh chị làm đầy đủ như vậy thì anh chị sẽ bị tránh cái rủi ro bị phạt rất là nhiều.